bạn biết rõ. Đâu nè, hình này là hình mình chuẩn bị ăn cover là nha các bạn. Thì có nhiều người, có nhiều bạn đã hỏi mình trong quá trình làm có vệ sinh hay không. Thì bây giờ mình sẽ quay clip này, mình sẽ review cho các bạn xem là trong cái quá trình làm thì mình sẽ thực hiện những cái bước như thế nào. Thì trước tiên á, khi mình bắt đầu vào công việc thì mình sẽ vệ sinh qua cồn nè, và các bạn để ý những cái dụng cụ mình làm như là cái máy xông nè, mình sẽ bọc hết từ trên xuống dưới nha. Thì và xong á, cái máy này mình sẽ đi tiệt trùng bằng máy tiệt trùng nha các bạn. Và các bạn xem nè, trong cái quá trình khi mà mình làm, mình sẽ bọc cái chỗ, những cái vị trí mà mình cầm nắm, hoặc là khách khi người ta dựa vào nó có cái máu hoặc là những cái chất dơ của mực đó nó dính vào, mình phải bọc lại, kể cả cái bóng đèn khi mà mình cầm nó mình bọc luôn các bạn. Rồi cái kim á, thì các bạn hỏi khi mà mình xong á thì mình sử dụng kim, kim mình có sử dụng lại người này xong cho người khác hay không. Thì bây giờ mình cho các bạn xem là khi một người á, thì mình sẽ sử dụng một cái kim nằm trong cái bọc này, mình xé ra nè các bạn đó. Thì cái kim mới á, nó là như thế này, nó sẽ không có động mực ở đây ha. Và cái kim này á, khi mà mình xăm á, qua một người thôi chứ mình xăm nhiều quá, các bạn biết sao không, nó sẽ bị lục cái kim và mình sẽ xăm tiếp không có được. Dụ như một cái hình xăm mình có thể là mình xăm cái kim đó trong vòng khoảng 2-3 tiếng, khi mà mình cảm thấy cái kim nó bị lục rồi đó các bạn, nó không còn bén nữa, thì mình đi vô nó rất là khó ăn mực, mà nó làm khó cho mình trong cái quá trình làm đó, nó không có nhanh, là cái nét nó không có được đẹp. Thì các bạn cứ yên tâm cái mà cái phần về kim, kim ở đây mình sử dụng kim mới hết, vệ sinh an toàn 100%. Còn những cái chai mực, em quay qua đây các bạn để ý những cái chai mực ở đây, mình sẽ cùng mỗi cái vị khách đến là mình sẽ bọc lại bằng cái màng bọc thức ăn ha. Thì khi mà mình cầm nắm á, những cái vi khuẩn, những cái chất dơ trong cái quá trình mà mình làm á, nó sẽ không có ảnh hưởng tới cái hình xăm thôi. Thì tiệm mình rất là chú trọng về cái vấn đề vệ sinh. Còn cái kim mà mình xăm được rồi, mình xăm nhiều quá cũng được, nhiều lúc mình cũng phải thay kim rất là nhiều lần thì kết quả hình xăm nó mới ok được. Cái hình này là mình đang cover cho em gái này nha các bạn, cover up ha, lắp hình xăm. Thường thường mấy cái hình xăm mà cover như vậy á là mình phải dặm kỹ hơn bình thường. Cái nhất, thứ hai là mình cũng phải dặm lại để cho cái màu mực nó dày á, thì nó mới lắp được cái hình cũ á. Ok các bạn, lát mình sẽ quay cho các bạn xem cái quá trình mà hoàn thiện cái hình xăm này như thế nào.